Xin chào quý vị và các bạn. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay đã kết thúc rồi, tôi lại quay trở lại để đánh giá thị trường. Thì về cơ bản đấy, thì ngay từ sáng nay mặc dù cái cây đế này nó vẫn màu xanh nhá, nhưng tôi vẫn đánh giá là hôm nay là một cái phiên bán, và đúng như thế, cái áp lực bán nó rất là lớn. Mặc dù là dòng tiền đổ vào chứng khoán nó vẫn nhiều, sáng nay nó đã khoảng 17.000 tỷ, hơn 17.000 tỷ buổi sáng, như thế là lớn. Tuy nhiên đấy, là tôi cảm thấy cái áp lực nó lớn nên tôi đoán ngay nó là một cái phiên bán, và chiều nay thì nó đã xác nhận cái thông tin đấy, và khối ngoại đã bán một lượng rất là lớn là 879,29 tỷ, là một số lớn, và giá trị giao dịch của ngày hôm nay thì là 27.653 tỷ, là một con số cũng rất là lớn. Và nó xuất hiện liên tục các cây bán rồi. Như thế là nhiều khả năng ấy là cái vị trí này khó phá lắm. Đấy, khó phá. Chúng ta ngoài cái việc gọi là cái thông tin tích cực nó vẫn chưa thay đổi thì nó cũng không có một cái thông tin gì khác. Đấy, có nghĩa là cái thông tin bơm tiền ra. Tuy nhiên ấy, là cái tiền bơm ra thì cũng không phải là nhiều cổ phiếu nó sẽ được lợi đâu, nó chỉ có một cái số lượng vừa phải thôi. Đấy. Và cái giai đoạn này quan điểm của tôi là vẫn nên mua và nắm giữ những cổ phiếu có giá trị. Và ở trên kênh của tôi đấy, có một bạn ấy gửi lời cảm ơn, bạn cũng mua cái cổ phiếu mà tôi cho các bạn đấy, cổ phiếu TNH đấy, ở cái vùng giá 40, đây là cái vùng này, thì bạn ấy đã mua ở vùng này, và bạn ấy nói là bạn ấy cảm ơn đấy, bạn ấy chắc là còn ít tuổi, và đấy, bạn ấy cảm ơn vì sau khi mua cái cổ phiếu này thì đã có tiền đóng học phí và có chút tiền để mua sách. Thì tôi rất là vui mừng và chúc mừng bạn. Về cơ bản thì các cổ phiếu, các mã trên thị trường chứng khoán chúng ta nó cũng thi nhau, nó lên xuống thôi, chúng ta cũng sẽ không biết được là đấy, cái nếu như bạn ấy dừng cuộc chơi, bạn ấy giữ lại cái số tiền mà bạn ấy kiếm được ấy để mua sách và đóng học phí, thì đấy là một cái khoản lợi nhuận đầu tiên trong cái việc đầu tư của bạn ấy, và chúc mừng bạn ấy. Còn nếu như bạn ấy vẫn tiếp tục thì cũng chưa biết được là như thế nào, đúng không? Thị trường ở phía trước nó còn rất là dài, và hy vọng là bạn sẽ kiếm được tiền và sẽ thành công. Bởi vì khi mà bạn đã bán cái cổ phiếu đấy đi rồi ấy, bán cái cổ phiếu này đi rồi ấy, và bạn ấy mua một cái cổ phiếu khác thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Đấy, bởi vì khi chúng ta mở một cái vị thế, chúng ta đang có cái vị thế ở đây nhá, thì gần như là kể cả nó sập xuống dưới cái chỗ này thì chúng ta vẫn lãi, nhưng gần như là chúng ta không lo lắng. Có nghĩa là cái vị thế của bạn nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của bạn, đấy, ảnh hưởng cái tâm thế của bạn. Nếu như vị thế của bạn ở dưới này thì đương nhiên rồi, bạn ở đây nó dao động này, bạn chả thấy có cái ảnh hưởng gì, và bạn có khi bạn lại còn kệ, bạn có khi bạn còn canh nó thấp để bạn mua thêm. Còn nếu như mà bạn mua ở đây này thì đến đây là bạn có vẻ là phải cắt lỗ rồi. Đấy, có lẽ là phải cắt lỗ rồi, đu đỉnh đây này. Còn nếu như bạn mua ở đây ấy, thì không sao cả, nó giảm mới được tí thôi, không ảnh hưởng gì, thì chúng ta cứ nên chờ đợi. Và quan điểm của tôi, cái cổ phiếu này nó sẽ chạy thêm vài tuần nữa đấy, để cái thông tin chốt danh sách trả 25% cổ tức ấy, nó có cái thông tin đấy thì nó có lẽ là nó bắt đầu lên đấy. Sau đó thì có lẽ là nó sẽ có một cái cú dập mạnh xuống, sau khi chốt 25% cổ tức nó đã có một cú dập mạnh xuống, và để cho những người mà chốt lời đấy, người ta sẽ chốt lời, và những người khác người ta sẽ mua để người ta có được cái quyền mua 50% giá 16 đấy. Đấy là những cái câu chuyện, và nó có câu chuyện thì nó chưa dừng lại được. Còn về thị trường chung ấy, quan điểm của tôi là nó chưa xấu đi, nhưng mà nó không tốt lên đâu, nó vẫn đang rất là, cái cây này, cái phiên hôm nay này nó chưa thực sự làm cho nó xấu đi, nhưng nó không phải là tốt đấy. Chúng ta không nên mở thêm vị thế, chúng ta nên chờ đợi Và một loạt các cây bán này là phải, nói chung là phải canh chừng rồi đấy, nên bán hết những cái cổ phiếu yếu đi và chúng ta tập trung vào những cái cổ phiếu nó có giá trị đấy. Đấy là cái chia sẻ. Còn đấy, chúng ta có này, nhóm ngân hàng là đây, chắc chắn nó là đỉnh này, nó khó có thể chạm được lên cái đỉnh này lắm đấy. Nên tôi rất là tôi nghĩ là các bạn không nên mua nhóm ngân hàng nữa, hoặc nếu có mua ấy thì chỉ là lướt sóng theo kiểu ngắn thôi. Đấy, ăn từng con sóng ngắn xong rồi ra nhanh, chứ không nên mua dưới dạng đầu tư nhóm ngân hàng, nhóm thép. Thì có lẽ cái đỉnh này nó cũng khó phá, có lẽ nó sẽ tạo một cái đỉnh nữa thấp ở dưới này đấy. Đấy thì chúng ta có thể mua ở đây và đợi nó lên trên cái đoạn trên này nó có dấu hiệu quay đầu chúng ta bán. Và nhóm chứng khoán thì chưa, nhưng mà nhóm dầu khí này, BSR thì cũng chưa rõ ràng đâu, nó chưa. BSR này rồi PVD này chưa rõ ràng, PVC không, tôi nhầm. Ở đây cũng là một cái công ty, nó gọi là hóa chất dầu khí nhỉ, nhưng nó đang vượt đỉnh đấy nhá. Công ty này thì không, đang vượt đỉnh. PVS khó nhỉ. Nhóm dầu khí thì nó chưa rõ ràng nó là đỉnh nhá, nhưng mà nếu như nó chưa rõ ràng có thể nhóm dầu khí nó sẽ tăng trưởng đấy. Còn nhóm bất động sản ấy thì nó chưa, nó ở cao thôi chứ nó chưa có dấu hiệu sụp đổ. Chưa nói rõ là nó sẽ tạo đỉnh ở đây nhá, nó chưa có phân phối đâu, nó có bán nhẹ thôi chứ không phải là phân phối. L14 đâu, L14 cũng thế nhá. Thôi cái đây thì các bạn xem, có nghĩa là nó chưa rõ ràng là phân phối đâu, cho nên là hy vọng là thị trường nó vẫn chưa tạo đỉnh ở đây. Đấy, lý do là số cổ phiếu mà nó tạo đỉnh ấy chưa nhiều. Tôi nghĩ là nhóm ngân hàng là đã tạo đỉnh rồi, và nhóm thép đã tạo đỉnh rồi. Đấy, chúng ta có lần lượt đúng không. Và nếu như trong giai đoạn tới ấy, nhóm bất động sản lộ rõ cái việc tạo đỉnh ấy, nhóm chứng khoán lộ rõ việc tạo đỉnh ấy. Đấy thì tôi xem nhóm hóa chất rồi, Đức Giang nhé. Hóa chất Đức Giang là cái gì tôi quên rồi. DMC DCM như nhầm. Nhóm phân đạm thì chưa nhé. DMP mà nhóm phân đạm thì chưa có dấu hiệu tạo đỉnh đâu. Nhóm chứng khoán là SSI chưa nhá, nhóm chứng khoán thì chưa đâu, chưa rõ ràng. VC nhóm chứng khoán thì chưa rõ ràng, và cái con này nó tăng rất là nhiều lần rồi đấy. Con này nó chia ở chỗ này đúng không? Nó chia chỗ này, nó thêm trăm, nó chia xuống đây một cái, xong bắt đầu nó cứ thế nó tăng xuống đây. Nhóm chứng khoán cũng chưa tạo đỉnh nhé. Đấy, và chúng ta phải cảnh giác thôi, và có lẽ là trong mấy phiên tới ấy, nó sẽ có cái biến động rất là lớn, có thể là giảm mạnh hoặc có thể là tăng mạnh, không biết nhé, có thể giảm mạnh hoặc có thể tăng mạnh. có thể giảm mạnh hoặc có thể tăng mạnh, bởi vì là nó có cái ngày đáo hạn phái sinh đấy, và ngày thứ sáu là phiên chốt cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF nhé. Thì đấy là những cái lưu ý các bạn cần phải chú ý thôi. Và quan điểm của tôi là nên tăng cái tỷ trọng vào cái cổ phiếu mà có cơ bản tốt đấy, có câu chuyện, có cơ bản tốt đấy, để chúng ta có thể dễ thở hơn. Còn nếu như bạn nào sợ rủi ro ấy, thì lời khuyên của tôi là nên bán hết và nghỉ ngơi. Bán hết thì nếu như nhiều tiền thì có thể là trú ẩn vào bất động sản, còn nếu ít tiền thì có thể trú ẩn vào vàng đấy, và nghỉ ngơi thư giãn một thời gian nhá. Thư giãn một thời gian, quan điểm của tôi nên thư giãn một thời gian, có thể là nó có một phát tăng mạnh lên xong nó mới giảm xuống, nhưng không biết nó sẽ thế nào đâu. Đấy, nhưng đến bây giờ này thì rủi ro nhiều rồi, rủi ro rất nhiều nhá. Đấy là lời khuyên của tôi. Hoặc các bạn trú ẩn vào chứng khoán, nhưng trú ẩn vào cái cổ phiếu mà có giá trị ấy. Có giá trị, doanh nghiệp có giá trị, nguồn tiền tạo ra ổn định. Nguồn tiền tạo ra ổn định và nó có câu chuyện. Đấy. Và cái thị giá nó chưa tăng nhiều, nó có thể tăng gấp đôi là bình thường, bởi vì cái mặt bằng giá bây giờ ấy. Bây giờ các bạn đấy, có bạn ấy nói con TNH này nó đã tăng gấp đôi rồi. Tăng gấp đôi so với cái lúc mà nó phát hành nhá, là nó giá 30, này, lúc nó phát hành giá 30. Thì bây giờ giá của nó thực ra là mới tăng gấp đôi thôi, các bạn hình dung thế. Còn cái lúc mà nó sập xuống này ấy, thì nó sập là ấy thôi, và có rất ít người bán, cũng rất ít người mua. Cái khối lượng giao dịch ở chỗ này nó ít lắm. Thì nó sập xuống là vì nó đấy, cái người mà những người cán bộ công nhân viên đấy, người ta được mua ưu đãi hoặc là được cái gì đấy thì người ta bán thôi, người ta có lời thì người ta bán thôi nhá. Đấy. Còn về cơ bản đấy là để nó trở lại cái mặt bằng giá 40 này là gần như là không thể đối với một cổ phiếu tốt. Đấy, quan điểm của tôi là thế nhá. Thì bây giờ cái cổ phiếu này mới gấp đôi thôi, mà các bạn xem bây giờ tôi đố các bạn tìm được cái cổ phiếu nào mà tốt mà bây giờ giá nó chưa gấp đôi đấy. Tốt mà chưa gấp đôi, nó vẫn có nhưng ít lắm. Giá chưa gấp đôi so với cái lúc nó lên sàn đấy, hoặc là so với đầu năm thôi cũng được. So với đầu năm HPG nhá, so với đầu năm nhé. Đấy, chúng ta so với đầu năm này, đây đầu năm đây đúng không, nó tăng mấy lần đây, đầu năm đây, đây giá 14 nhé, 14 giá đây là có điều chỉnh rồi đúng không, tăng mấy lần rồi, so với đầu năm. Còn so với năm ngoái thì là không nói làm gì, nó tăng nhiều lắm nhá. Tiếp theo nhé, VCI nhé, không có cổ phiếu tốt nào mà bây giờ mà nó chưa tăng gấp đôi đâu nhá. Đấy các bạn nhìn này, cái thằng này nó tăng mấy lần đấy. Còn cái con L14 thì kinh khủng rồi, không nói làm gì nhá. L14 này đây. Đấy, so với đầu năm thì nó tăng rất nhiều lần rồi, rất là kinh đúng không. Đấy, đấy là những cái thứ tăng đến 8 lần nữa, 8 lần gần tăng 9 lần này. Đấy. Thì đấy là cái quan điểm của tôi, nên tùy các bạn thôi. Chúng ta có thể trú ẩn nhá, tôi đấy, khuyên là các bạn có thể trú ẩn con này, trú ẩn bằng cách là đấy, chúng ta mua dần dần, mua ít một nhé, mua ít một, mua theo kiểu dài hạn. Và cái giá mục tiêu của con này này là nó sẽ lên được cái vùng giá 75-80, 75-80 nhé. Tuy nhiên là tôi không khuyến cáo các bạn mua nữa, lý do là tôi đã cho từ vùng giá 40 rồi. Các bạn mua bây giờ ấy thì chẳng khác gì là tôi lại phím cái hàng mà tôi đã cho từ vùng giá rất là thấp này, thì những bạn mua mới thì nó rất là nguy hiểm. Nhưng những bạn mà chưa bán đấy thì không nên bán, nên giữ. Khi nào nó tụt xuống dưới cái đường này này, tụt sâu dưới thì nên bán nhé. Còn tôi nghĩ là nó sẽ đi ở trong cái hộp này cho đến cái vùng này này thì nó sẽ bứt phá, nó sẽ có một cú bứt phá, hoặc nó đến nửa hộp thôi, nửa hộp đến đây này. Đấy, thì nếu như các bạn lướt sóng ấy, các bạn có thể đợi đến nửa hộp hoặc là qua nửa hộp thì các bạn cả mua, thì các bạn không mất cái thời gian chờ đợi nhá. Đấy. Và cuối cùng thì chúc quý vị và các bạn may mắn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau.